Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Trước mặt cả nhà mình đó là hai cái sản phẩm ha. Ở phía trên là con giải mã TXNT503 cả nhà ha. Và ở phía dưới là con đát Nakamichi 1000. Đầu đát cả nhà ha. Thì tháng 9 năm ngoái em đem về một con đát Nakamichi 1000 với giá khoảng 70 triệu cả nhà. Thì tháng 9 năm nay em lại đem về một con đát Nakamichi khác ha. Con này thì nó không có hai cái quay cái bên này. Và nó giá tầm của nó khoảng 60 triệu cả nhà ha. Rồi, ở phía trên mình có một con đát Nakamichi này thì nó chỉ là thuần là đầu đát ha. Và nó hoạt động hoàn hảo, ghi tốt, phát tốt cả nhà. Ở phía trên mình có con TXNT503. Đây là đời trước của NT505. Dòng NT503 thì nó có một cổng quang, một cổng đồng trục, một cổng USB-B ha. Đặc biệt là nó có USB ở phía trước và Bluetooth ở phía sau. Con này khi mà mình cắm cổng dây mạng vào thì mình có thể điều khiển nó bằng app ha. Và cái USB ở phía trước này mình chỉ có thể sử dụng app mới điều chỉnh, mới quản lý được cái file nhạc ở trong USB thôi. Mình không thể chỉnh trực tiếp ở trên máy được cả nhà ha. Đắt đầu DAC TXNT503 này cùng với khiển và dây nguồn zin hoạt động hoàn hảo ha. Em bán cho cả nhà mình với giá 16 triệu cả nhà. 16 triệu đó là giá của con UD ha. UD503 nó cũng có giá 16 triệu. Rất tiếc là UD503 dạo này em không mua được cả nhà ha. NT thì nó là tiên tiến hơn. Với cái cổng USB và cổng Bluetooth cũng như là mình có thể sử dụng app để điều khiển cả nhà ha. Thì con NT503 này em bán cho cả nhà mình với giá bằng con UD503. 16 triệu cả nhà. Và máy thì rất là đẹp ha và hoạt động hoàn hảo. Bây giờ em xin mời cả nhà mình cùng nghe đầu đát Nakamichi 1000 kết hợp với lại đầu giải mã NT503 ha. Sáng nay em vừa dự đám tang của cô Nguyễn Hồng Nhung. Cô Nguyễn Hồng Nhung là cô ruột của vợ em cả nhà. Cô là vợ thứ hai của nhạc sĩ Phú Quang ha. Thì nhân dịp đây thì em cũng sẽ test một bài của nhạc sĩ Phúc Quang để cho cả nhà mình cùng nghe ha. Dạ, mời cả nhà mình thưởng thức NT503 kết hợp với đát Nakamichi 1000 cả nhà ha. Chợt hiểu người nghệ
chiều hồ Tây lao sao hoài con sông, chợt hoàng hôn về từ bao giờ. Rồi, phần thông tin của con TECHNT503M sẽ để ở ngay sau đây ha. Bác nào quan tâm có thể alo cho em. Em xin trân trọng kính chào và xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Rồi, mình có thông tin của con NT503 nha cả nhà. Con này được sản xuất năm 2015 ha. Số series của nó là 0127 cả nhà ha. Thì mình có đây là đường ba lăng ra nè, đường analog ra ha. Và đây là bộ phận thu thu sóng Bluetooth nha cả nhà ha. So với dòng UD thì dòng NT nó chỉ có một cổng quang, một cổng đồng trục và một cổng USB ha. Dòng UD thì nó có hai cổng quang, hai cổng đồng trục cả nhà ha. Nhưng mà dòng NT thì nó chỉ có một quang, một đồng trục thôi. Bù lại thì nó có bộ Bluetooth, bộ thu sóng Bluetooth ở đây, cũng như là một cái cổng USB ở phía trước cả nhà ha. Đó, đây là cổng mạng LAN để cắm dây mạng vào nha cả nhà. Đó, mình phải cắm dây mạng mà vào thì mình mới điều khiển được bằng app nha cả nhà. Đó là thông tin của con NT503 cả nhà ha. Yeah.